Hello, xin chào các bạn, mình là John Thái đây. Hôm nay mình sẽ đi mua và review một cái phụ kiện cho camera mà anh em filmmaker nào cũng sẽ rất là cần đây. Cuối video mình sẽ làm một cái bài kiểm tra khả năng thực tế của nó mà chưa có filmmaker nào ở Việt Nam hay trên thế giới làm. Mình sẽ đánh giá cái độ bền của nó bằng cách cho nó gơi tự do cùng con Sony A7S III của mình. Các bạn nhớ xem đến hết video nha các bạn. Ok, mình bắt đầu đi thôi. Hey, let's go. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây các bạn ơi. Mình đập hộp lần nữa cho các bạn xem nha, để làm màu thôi chứ. Rồi, cái hộp nó chả có gì đâu các bạn. Chỉ có cái này, cái hộp không, cái này là hóa đơn. Rồi, cái bịch nó đây. Đây, đây cái bịch này. Rồi, đây nó đây nè. Đây các bạn. Vậy thôi đó, tốn 1 triệu mấy của mình á. Cái này, quăng qua một bên nha. Đó này các bạn, đó. Đây là cái này để cái để mình mở, mình siết cái con này các bạn. Đó, đó nó có 500 đây, rất là tiện luôn nè. Đó, không sợ rớt đâu nha. Móc ra, đó. Đây. Thì cái này á, lúc đầu là mình định mua cái loại là 2999. Cái loại nó rẻ hơn cái này một xíu. Nhưng mà nó hết hàng, mình check cũng mấy shop hết hàng. Cái này là loại cho Sony A7S III và Sony Alpha 1 luôn nha các bạn. Tên mã của nó là 3241 thì nó giá cao hơn con 2999 kia vài trăm nghìn. Thì ok. Thì mình sẽ gắn thử lên cho các bạn xem nha. Ok các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử gắn nó tại đây cho các bạn. Tại lúc trong shop mình cũng hơi gấp nên mình không có quay kỹ cái phần mình gắn lên. Đây. Mình các bạn sức canh đây nha. Em đi quay vô cận cũng được mà. Đúng rồi. Đó, các bạn cứ canh sát đây rồi cái này. Bạn cứ siết vô thôi. Rất là dễ dàng luôn các bạn. Đó. Đó. Bây giờ là nó đưa mình như thế nào, mình gắn như thế này nha các bạn. Wow, cảm giác đầu tiên là cầm trên tay rất là thích luôn các bạn ơi. Mình lúc đầu mình cũng đắn đo, mình suy nghĩ là nên mua con này hay không. Tại vì mình sợ nó cầm vào nó hơi bị thô á. Mình di chuyển nhiều nên mình sợ camera nó bị chạy xước hay sao đó. Thì cái con này mình định mình cũng xài khoảng 4 đến 5 năm nên mình quyết định mình mua cái case này để bảo vệ cái máy của mình. Thì mình sợ nó thô, nó cầm nó không đẹp, nhưng mà khi cầm trên tay rất là vừa tay luôn các bạn. Mình không nghĩ là nó vừa tay vậy luôn á, đẹp thiệt. Màn hình mở ra mở vô nè các bạn, không bị vướng gì hết nha các bạn. Đó, xoay hướng nào cũng được nha các bạn. Thiệt, thích thiệt các bạn ơi. Rất là chắc chắn luôn. Small Rig này là công ty thì mình check trên website thì nó là trụ sở nó ở Hồng Kông. Nhưng mà mình không biết nó có liên hệ với Trung Quốc không, hay là công ty Trung Quốc nó đặt trụ sở Hồng Kông thì mình không rành. Nhưng mà mình xem trên YouTube ở filmmaker nước ngoài hoặc Việt Nam á, họ xài cái phụ kiện, cái case này rất là nhiều luôn. Thì mình cũng xem sơ trên website của họ, họ sản xuất rất là nhiều phụ kiện, không chỉ cho cái case bảo vệ máy quay đâu mà còn cho Ronin S này, Ronin SC này. Các bạn có thể vào website nó bán chắc nha các bạn, nhiều đồ chơi lắm. Thì cái con này thì mình lựa cũng hai shop, mình thấy cái shop này ở đường Nguyễn Cư Trinh thì mình thấy giá nó ok nên mình quyết định mình mua. Thì các bạn muốn biết shop nào thì các bạn cứ comment dưới video nghe các bạn, mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi bây giờ mình thử mở cái thẻ nhớ này các bạn. Đây cái thẻ nhớ đây nha. Đây. Đây mình cho này xuống dưới nha các bạn. Thì mặt đầm nó như thế này nha, mình sẽ mở cái thẻ nhớ nó cho các bạn xem. Có bị dướng gì không em? Ê, nó hơi dướng này xíu nè các bạn. Cái này là cái... Đây, nó hơi dướng đây xíu nè. Đó. Cái này nếu bạn cảm thấy dướng thì các bạn có thể tháo này ra luôn cũng được. Đó, hơi dướng nha. Đó, đây, khe thẻ nhớ. Rồi, tiếp khe pin nha. Hai cái này là mình xài thường xuyên nè. Rồi. Nó bị vậy nha các bạn. Nó bị hơi xéo nè. Các bạn thấy không? Chắc mình nghĩ chắc lấy pin ra nó hơi bị vướng nha các bạn. Nè đây các bạn, nó hơi bị vướng. Tại sao ta, tại sao nó lại vậy? Để mình xem coi tại sao nó bị vậy nha. À rồi các bạn ơi, đây cái cục này đây,
nó có một cái con ốc bằng inox ngay đây nè. Cái này chắc mình phải tháo ra, mình tháo ra thử, mình tháo ra gắn cái chỗ khác thôi hoặc tháo luôn để cho nó khít hơn, tại vì cái này nó cắn cái chỗ cái này của cái máy nên nó không có vô sát được nha các bạn nè, các bạn thấy không nè, cái nó bị vướng ở đây nè nên nó không mở hết được nha các bạn. Ok, thì mình sẽ tháo nhanh, mình thử, mình tháo cái này ra thử thôi. Ở đây các bạn xem nè, đây nó đỡ cấn cái này nha các bạn, đó này bạn không thích bật cái này lên luôn cũng được thì nó đỡ vướng hơn nè đó. Rồi cái này mình thử xem cái pin nó mở ra nó có bị vấn đề gì không nha các bạn. Ta đây, rồi xong được nè các bạn ơi, đó bạn thấy không, nó vuông góc nè, pin mở ra đó đó, vậy mới đúng nha các bạn. Đó các bạn để ý nha, khi bạn mua về nếu nó bị cấn thì bạn dời cái ốc nó lên đây đó thì nó sẽ gắn được, tuyệt vời các bạn ơi. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ, tại vì khi máy này nó có một cái cổng bảo vệ gọi HDMI nha các bạn, thì mình sẽ thử gắn cái cổng đó vào đây nó có bị vướng không nha các bạn. Cổng HDMI thì nó rất là dễ gãy nên máy Sony họ cho mình cái này để mình bảo vệ cái cổng này, thì mình thử mình gắn vô cái này nó có bị vướng không nha các bạn. Không được, nó chỉ được như đây thôi các bạn ơi, tại vì cái cây này nè nó vướng ngay cái khung của mình nên nếu bạn gắn cổng bảo vệ HDMI thì nó chỉ gắn được vậy thôi nè, nó không có chắc được các bạn. Nếu các bạn muốn xài được thì mình nghĩ chắc phải cắt bỏ cái này các bạn, phải cắt bỏ cái này thì cái này nó mới vô được nè, mình phải cắt bỏ cái cục nhựa này thì cái này nó mới vô sát được, nó mới siết được con ốc, chứ bây giờ nó cắn cái đây nó không có siết được nè các bạn nè, nó không có vô sâu được. Nếu bạn vẫn muốn xài cái cổng bảo vệ cổng HDMI của bạn thì hình mình nhớ là Monstreet nó có bán cái phụ kiện mà bạn siết vô đây nè, nó sẽ bảo vệ được cổng HDMI của bạn nha. Thì cái rig này nó có rất là nhiều lỗ để sau này các bạn có thể gắn accessory, gắn phụ kiện vô cũng được. Các bạn cái có nó có loại mà bạn cầm handle như thế này nè, handle bạn cầm ở trên là top handle nè, bạn cầm bạn đi quay góc thấp hoặc một cái handle bên hông là bạn cầm bên đây nè, đó cầm handheld hay gì đó cũng được. Thì mình nhu cầu mình chưa có sử dụng nên mình chưa có mua, mà trước mắt mình chỉ cần nhiêu đây thôi. Thì nếu anh em mà cần muốn cái case mà bảo vệ cho máy của anh em mà đừng có bị chày xước hay là sử dụng lâu dài di chuyển nhiều gì đó thì mình nghĩ Smallrig là một sự lựa chọn rất là tốt nha các bạn. Giá cũng được, chất lượng build quality cũng đẹp nè các bạn, cầm rất là êm tay luôn á, thiệt cầm êm tay thiệt các bạn, thích luôn á, để ở đây thì không sợ chày xước nha các bạn. Đó, nhìn gắn vào nhìn body nó ngầu hơn liền. Cầm cảm giác như cầm cái dòng DSLR ngày xưa, 5D2 ngày xưa, 5D3 ngày xưa các bạn, chắc chắn hơn hẳn. Ok, để tiếp theo mình sẽ thử cân nó trên con Ronin SC để xem nó cân được không nha các bạn. Ok các bạn nhé, bây giờ mình cân sơ bằng tay rồi, bây giờ mình thử mở máy lên xem nó có handle được không nha các bạn. Rồi xong, bây giờ mình thử nha các bạn. Mình sẽ bấm record luôn cái bảng camera của mình nha. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Đây là bảng camera của mình nha bạn. Nguyễn Lương Mạnh phải không? Nguyễn Lương Mạnh không em? Đây. Nè các bạn, đây. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình đang test khả năng cân bằng của Ronin SC. Thì mình cảm nhận thì mình thấy mình đang quay một tay này các bạn, cũng không quá nặng đâu nha các bạn. Đó, gắn lên Ronin SC vẫn quay bình thường nha các bạn. Đây này nha các bạn. Thì các bạn camera của mình đang sử dụng cái combo này để quay vlog cho mình nha các bạn. Thì mình cũng có cầm thử, mình quay một vài đoạn thì thấy nó cũng khá là nhẹ nha các bạn. Hoạt động cũng nó ổn định nha, tại vì cái rig này nó không nặng lắm nên đặt lên cái Ronin đi quay cũng ok, không quá mỏi tay đâu các bạn. Ok, bây giờ sẽ đến một cái phần rất là hấp dẫn nha các bạn, mà chưa có filmmaker nào ở Việt Nam hay trên thế giới test con này, thì mình sẽ cho nó rơi tự do xuống sàn gạch để xem độ bền nó như thế nào nha các bạn. Ok, bắt đầu. Bây giờ mình sẽ cho nó rơi tự do để xem cái khả năng chịu lực nó như thế nào nha các bạn. Mình chưa thử cái này bao giờ,
mình cũng hơi lo lắm các bạn. Các bạn xem đến đây nhớ like và subscribe nha các bạn. Ok, mình bắt đầu nha. Mình sẽ quay lại từ camera luôn để xem nó cái khả năng nó tương tác với mặt đất sàn tập của mình như thế nào nha các bạn. Ok, mình bắt đầu nha. Ăn gì? Ok, bắt đầu nha các bạn. 1, 2. Trời ơi. Trời ơi. Tiêu rồi. Ai ơi. Nói đùa vậy thôi chứ mình đâu có ngu nên mình test kêu kia cho các bạn xem bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Các bạn nhớ like và subscribe để xem nhiều hơn nữa video nha các bạn. Bye bye.